Xin chào các bạn, hôm nay tôi muốn làm một cái video hướng dẫn về mặt là làm chủ thời gian nhờ các công cụ miễn phí. Thì chi tiết về cái thông tin này các bạn có thể xem và sử dụng công cụ tại trang web picat.điều khiển.net. Thì trước khi thực hiện toàn bộ cái việc này thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái như sau. Thứ nhất là máy tính cá nhân, thứ hai là máy tính cá nhân PC hoặc laptop hoặc là cái gì đó. Cái thứ hai là có một cái email là Gmail. Tôi ở đây tôi chỉ sử dụng Gmail. Và thứ ba là một trang web hỗ trợ tạo lịch picat.điều khiển.net, thì có công cụ tạo lịch tôi đã làm sẵn rồi. Và thứ tư là một điện thoại hiện đang đang nhận được, ít nhất là nhận được tin nhắn. Công việc của chúng ta hôm nay như sau. Thứ nhất là để mọi việc được thuận lợi thì tôi sẽ làm việc đầu tiên là đặt ngày tháng của PC về dạng là date date, month và year. Đấy, thì cái này ví dụ như này là ngày date date là có hai số, ví dụ ngày 08, xong là month ví dụ như tháng 7, year là ví dụ như là 2012. Đấy, hoặc là như ngày ví dụ ngày hôm nay là 30 tháng 9 năm 2012, ví dụ thế ạ, vân vân vân. Thì để cho nó phân biệt được là nếu như mà ngày có một số thôi thì sẽ là date date, sẽ là cứ chỗ nào mà có hai số như này thì có nghĩa là ngày, còn chỗ nào có một số thì có nghĩa là tháng, nhìn thấy cho nó dễ. Còn nếu mà cái dạng 30 tháng 9 như này thì dễ rồi, không còn nói. Thứ hai là thêm sự kiện vào Google Calendar từ trang web Calendar của Google. Cái này tôi sẽ hướng dẫn là để cho mọi người có thể tự sử dụng được cái công cụ là Google Calendar từ để tạo ra cái sự kiện cho mình. Thứ thứ ba là cấu hình cho Google Calendar là nhắn tin về phone của mình mỗi khi đến được hẹn, và cái này là miễn phí. Đấy. Thứ tư là thêm sự kiện nhanh vào Google Calendar từ trang web hỗ trợ. Đây, cái này là phần trang web Picat. Thì ở đây nó có là thêm trực tiếp hoặc là thêm nhờ cái công cụ hỗ trợ là Excel. Thì chúng ta sẽ thấy là nếu như mà thêm bằng cách dùng hỗ trợ này thì mọi việc nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thứ năm là dành riêng cho dân tờ nút đây, cả cả thầy lẫn trò đây. Thứ nhất là download thời khóa biểu từ từ web của lịch của trường ấy, thời khóa biểu của trường ấy, về Excel. Và thứ hai là chỉnh sửa file Excel ra dạng chuẩn của icon. Icon là tôi gọi dạng chuẩn, tức là cái Internet Calendar thì tôi của Google. C là chuyển Excel sang file dữ liệu chuẩn Google Calendar. Thì cái này mới đưa về dạng chuẩn thôi, để có thể đưa lên đây được thôi. Còn cái này chuyển đổi về dạng chuẩn Google Calendar để thêm vào từ web hỗ trợ. Và D là, ý D là chuyển từ cái file Excel chuẩn này này là tạo ra file sao.ics là dữ liệu import được của Google. Sau đó tôi hướng dẫn các bạn cách là import cái dữ liệu vào Google. Ở đây nếu như sự kiện của bạn là một hai ba sự kiện hoặc một vài sự kiện thì ta không không phải bàn đến làm gì. Còn nếu như mà sự kiện nó quá nhiều thì chúng ta phải phải bàn đến. Ví dụ như sự kiện của tôi đây, cái file sự kiện này, ví dụ đây chẳng hạn, thì đây là tôi làm dạng file thứ nhất. Đây này, đây là dạng file thứ hai. Sự kiện các bạn thấy là nó rất là nhiều, tôi phải dạy rất là nhiều. Thì phải dạy nhiều như vậy như này thì làm sao để ép được vào một cách nhanh nhất, chứ ai lại ngồi gõ từng cái này vào trong Google thì lâu lắm. Thế bây giờ chúng ta đi làm lần lượt từng bước một. Bước thứ nhất là đặt ngày tháng cho PC về dạng date date month year. Thì các bạn vào kích chuột phải vào cái phần dưới phải cái đồng hồ để hoặc là kích chuột trái vào đó và chọn là calendar setting. Đấy. Trong calendar setting chúng ta bấm vào trang date and time. Đấy. Trong trang date and time này chúng ta bấm vào calendar, trang calendar setting. Đấy. Thì trong calendar setting này này, ở đây này. Đấy, ở đây cái chỗ này là cái short date đây này. Đấy, quan trọng cái short date này này. Ở đây trong này nó có rất nhiều thứ, nhưng mà
có một chú ý một điều là nó chỉ nhận cái dạng này thôi. Đấy, những cái dạng ở dưới này thôi. Thì các bạn gõ vào đúng như thế này, không có thì ta gõ đi, thậm chí ta xóa đi. Ta gõ là đết đết này, chéo măn này, chéo ia 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 này. Chúng ta cứ gõ như thế. Đấy, thì ví dụ nó sẽ ở như ở trên này. Xong rồi, ngày đầu tuần là thứ hai nên đặt như vậy. Đấy, Monday, ngày đầu tuần nên Monday, apply. Ok. Bây giờ còn cái gì chúng ta cũng ok hết. Ok. Như vậy cái thứ nhất là xong, đã đặt được cái này xong rồi. Thì cái này nó thể hiện ngay trong cái Excel. Đấy. Tôi nghĩ nó thể hiện ngay Excel, ví dụ ngày 8 tháng 9 năm 2012 hả? Ôi, nhầm. Ngày 8 tháng 9 năm 2012, Enter. Đấy. Ngày 8 tháng 9 năm 2012 thì nó sẽ là 08/09/2012. Thế này ví dụ chúng ta gõ ngày 29 tháng 5 năm 2013 chẳng hạn, Enter thì nó sẽ ra 295. Đấy, để tránh trường hợp nhầm lẫn là đâu là tháng và đâu là ngày. Đấy, cái này quan trọng lắm. Đấy là bước thứ nhất. Cái này vừa là xong. Đấy. Cái bước thứ hai là tôi hướng dẫn các bạn là thêm sự kiện vào trong Google Calendar từ web của Google. Thì cái này chúng ta phải có một cái trình duyệt. Thì các bạn có thể là dùng trình duyệt Firefox cũng được, dùng trình duyệt Chrome cũng được. Và chúng ta gõ cái là calendar.google.com, Enter. Thì các bạn thấy nhớ như thế thì nó sẽ rất là lâu và mất thời gian. Đấy. Cho nên là tôi thì tôi không nhớ như vậy. Không nhớ như vậy. Tôi thì vẫn có một trang PCAT thôi. Vì đằng nào tôi cũng vào PCAT. PCAT thì như thế nhé. Tôi vào cái lịch của Google, đẩy bấm lịch cả. Thì nó sẽ nhảy ra là cái Google Calendar như vừa rồi. Thế đây là có nhiều tài khoản mà tôi đăng nhập với tên của người dùng khác để cho hoàn toàn giống với các bạn. Đấy là Tuấn Anh đi xử lý. Đấy, xong rồi nhập password đây mà đăng nhập. Vì ở cái này là chúng ta sử dụng công cụ có sẵn của Google. Cho nên là đây cái lịch của Google đây. Đấy, thì lịch ở đây thì cái lịch này nó có là ngày này. Đấy, chỉ có ngày thôi, là từ mấy giờ đấy, đến mấy giờ đấy, từ 0 giờ đến 23 giờ. Đấy. Đấy, ngày này, tuần này, tháng này, 4 ngày này. Lịch biểu tức là có những cái sự kiện gì. Đấy, khác là in hoặc là làm mới. Chúng ta có thể in hoặc là làm mới ở đây. Thì ở đây có một cái là nếu như giả sử nhưng mà ở trong này của các bạn là tiếng Anh không phải tiếng Việt như này, các bạn có thể ở trong đây, đây tôi sẽ chỉnh lại tiếng Anh, tôi hướng dẫn các bạn chỉnh lại tiếng Việt. Đấy, lưu. Đấy, ví dụ như là ban đầu mọi người chưa dùng bao giờ thì nó sẽ là tiếng Anh như này. Mà thôi, có khi chúng ta để tiếng Anh cũng được. Đây chúng ta nhìn đây này, 2 tháng 9 thứ 3 tháng 9 ngày 25, nhưng lại nhìn thì không hợp lý lắm. Tôi mới chọn lại setting. Đấy, tôi chọn lại cái này. Xong rồi tôi vào đây, tôi chọn ở đây là tiếng Việt. Đấy, ưu tiên tiếng Việt. Save. Đấy thì nó sẽ ra cái giao diện là tiếng Việt. Đấy, thứ tư ngày 29 à tháng 9 ngày 26. Vẫn thấy là thứ tư ngày 26 tháng 9 thôi. Tôi sẽ chuyển cái này sang đây 31 tháng 12 là chọn ở đây, định dạng ngày rồi đang lưu lại. Đấy, thế là nó sẽ ra là ví dụ thứ ba ngày 25 tháng 9. Đấy, ví dụ thế. Thế muốn thêm cái sự kiện vào đây thì có thời gian ngày tháng ở đây. Đấy, hoặc là bấm đi bấm lại đây. Đây chúng ta đang xem theo ngày, tốt nhất theo tôi hay quen xem theo tuần, các bạn không biết quen xem theo cái gì là dạng gì thì tùy các bạn. Thì chúng ta thích thêm vào mấy giờ nhỉ? Ví dụ đây 6 giờ 7 giờ. Đấy, ví dụ như là 8 giờ tôi có một cái lớp, tôi bấm vào đây một cái nhật là dạy học, ví dụ thế là Enter thì mặc định ấy, nó sẽ là kéo dài từ từ cái giờ chúng ta bấm cộng thêm một tiếng nữa. Thì ở đây chúng ta di chuột đây, nó có cái dấu nháy này, chúng ta có thể kéo ra. Đấy, kéo ra đây được, để như này được, thậm chí chúng ta cầm như này chúng ta bê đi được, không copy được nhé, mà chỉ là di thôi, thay đổi thôi. Đấy, thay đổi các cái giờ khác nhau. Đấy.
Nhưng mà ở đây nó toàn nhảy theo 30 phút một, thì muốn nhảy lẻ lẻ như chúng ta làm nào thì các bạn bấm vào cái chữ đây, hoặc là kích đúp vào cái này cũng được. Thì các bạn chọn giờ tới đây, ví dụ như là từ 6 giờ 45, 6245 cho đến, ví dụ dạy 2 tiết thì đến 8 giờ 30 ạ, 8 2 chấm 30 ví dụ thế. Đấy. Lưu. Đấy thì nó sẽ là nhảy vào đúng cái mục là 6 giờ 45 đến 8 giờ 30, 8 giờ 30 đấy. Để nhảy vào đấy. Thì cái cách này là cách tạo lịch rất là hữu hiệu. Đấy, nhưng mà vấn đề là nếu như bây giờ tôi có một cái thời khóa biểu như thế này đấy thì sẽ rất là khó khăn đấy. Đây này, mã môn học, tên môn học, lớp này, số tín chỉ này, số tín chỉ học phần này, mã lớp này, thực hành thảo luận này, thứ mấy, tiết bắt đầu là mấy, rồi số tiết là mấy, phòng bao nhiêu, và tuần là tuần, đây là tuần bao nhiêu, đây là tuần thứ 14, 14, 5, 8, 1, 4, đấy là tuần thứ 10, 11, 14 này. Rất là nhiều như thế này thì tôi nhập tay đấy rất là khó khăn đấy. Thì đây là đưa ra về đấy, nhưng dù sao nhập tay như này có cuộc hẹn thì nó rất là dễ, muốn nhảy vào ngày hôm nay nhảy về một cái. Ở đây muốn tạo ra cái lịch gì, đây ở đây tôi có một cái lịch hướng dẫn từ Google rồi, tôi đã đặt cái lịch ở đây đấy, ví dụ thế. Chúng ta có thể dùng cái này để tạo ra một cái sự kiện là mình đã làm cái việc gì đấy, để về sau quản lý cái giấy giao việc nó dễ. Thì ở đây là có một cái là hướng dẫn sử dụng như này, chúng ta có thể hoàn toàn có thể đổi màu được. Đấy, màu chúng ta có thể đổi ở đây, hoặc là vào trong cái dạng định dạng tuần này. Đấy. Đây, ví dụ này đấy, nó đã đổi màu xanh, cái nào thực hiện rồi nó mờ đi, còn cái nào chưa thực hiện này, như màu xanh đây thực hiện rồi đây, nó sẽ mờ tí tí như này. Đấy. Thì có cái này chúng ta có thể bấm vào đây rồi đổi màu ở đây. Đấy, ví dụ như tôi chuyển màu xanh này ạ. Đấy. Rất đẹp. Bấm như này, chúng ta bấm như này nó sẽ ra ra một cái gì đó thì chúng ta không dùng thôi. Bấm này nó ra cái ô không dùng, bấm lại phát nữa mất. Đấy thì coi như đấy là cái phần sử dụng và cái Google, từ web của Google rất là tiện. Thứ hai. Cái thứ ba là cấu hình cho Google Calendar nhắn tin về phone của mình. Mỗi khi mà có cái lịch hẹn như vừa rồi, nó sẽ nhắn tin vào trong điện thoại của mình thì làm như nào. Thì ở đây chúng ta vào trong cái trang web này, picat.điều khiển.net này này. Đấy, các bạn chỉ cần gõ picat.điều khiển.net thôi, enter là nó sẽ tự động ra cái này. Đấy, mình gõ cả cũng được không sao. Các bạn vào sự kiện lịch Google lịch này, bấm vào đây. Đấy, thì ở đây tôi có một cái viết một cái như là hướng dẫn cấu hình SMS cho Google Calendar, bấm xem ở đây. Vào xem một cái thì nó sẽ ra một cái bản này, làm thế nào để làm cách nào để đăng ký điện thoại di động của tôi với lịch của Google. Thì ở đây tôi cung cấp cho các cái ảnh này, các bạn có thể đọc kỹ ở đây, hoặc là đầu tiên vào cài đặt này, hoặc là tiếng Anh thì vào setting này. Nếu như tiếng Anh thì chọn tiếng Việt đi, xong rồi save lại thì nó sẽ quay lại tiếng Việt như nào đấy, rồi chúng ta lại vào cài đặt. Đấy. Cài đặt sau đó thì vào trong cài cài đặt này thì ở đây nó có mấy thứ, thì có chung, có lịch, có điện thoại, các bạn bấm vào điện thoại di động đấy, điện thoại di động, xong rồi các bạn làm theo hướng dẫn ở cái chỗ này này. Đấy, làm theo hướng dẫn chỗ này thì sau khi làm theo hướng dẫn rồi bấm lưu một cái thì là mặc định là di động của chúng ta đã được đăng ký vào đây. Họ sẽ bảo các bạn là chọn nước là nước nào thì chúng ta chọn Việt Nam, số điện thoại di động của bạn ví dụ như là 0958 808 bao nhiêu đấy thì chúng ta gõ vào đây, xong rồi bấm gửi mã xác minh, cái thì nó sẽ gửi về điện thoại của các bạn một tin nhắn chứa mã xác minh, rồi các bạn nhập mã xác minh vào đây, xong bấm hoàn tất cài đặt thì nó sẽ ẩn đi mấy cái nút này đấy. Còn tất nhiên của tôi thì tôi đã cài đặt rồi nên là xong rồi, thì các bạn có thể xem ở cái chỗ này. Cái thứ hai nữa là đấy là chúng ta bấm cái mã xác minh để thêm cái điện thoại của mình vào trong Google Calendar. Nhưng bây giờ trong mỗi một cái sự kiện ấy, trong mỗi một sự kiện ấy, thì làm thế nào để cho nó có tin nhắn về điện thoại của mình, ví dụ như này, cái sự kiện này chẳng hạn. Đấy, tôi kích đúp vào đây thì các bạn có thể bấm là thêm lời nhắc ở đây, thêm lời nhắc, thì ở đây nó sẽ hỏi là cửa sổ bật lên hay gì, các bạn chọn SMS đấy,
Thường thì tôi chọn là 5 phút báo một lần, nhắc một một tin nhắn. Thêm một cái nữa là SMS để 15 phút. Đấy, báo thêm một tin nhắn nữa. Sau đó thì lưu. Đấy. Sau sau khi lưu rồi trên đây nó có cái biểu tượng là clock ở đây. Thì là có nghĩa là đưa ở đây cờ có clock, có nghĩa là nó sẽ báo cho các bạn là có lưu rồi đấy. Thì sau khi mà lưu xong như vậy này thì khi nào mà đến 6 giờ 45 là giờ bắt đầu thì chúng ta nhắn trước 15 phút rồi 5 phút, như vậy 6 giờ 30 nó nhắn cho bạn một tin, 6 giờ 40 nó lại nhắn cho bạn một tin nữa. Đấy, thì 6 giờ 30 là để chuẩn bị, là biết thôi, tinh thần và chuẩn bị, 6 giờ 40 phát là đi luôn, thế là lên lớp là dạy là vừa, ví dụ thế chẳng hạn. Các bạn có thể nhắn sớm hơn vì nhà tôi gần trường, tôi nhắn nhắn ngắn như vậy thôi. Đấy thì đấy là xong cái việc thứ hai là cấu hình cho điện thoại. Đấy. Cái phần phần thứ ba xong, phần sang phần thứ tư là thêm sự kiện nhanh vào Google Calendar. Đấy thì các bạn vào trong trang Picard điều khiển nhé. Sau đó thì bấm vào sự kiện Google thì nó sẽ sang này, các bạn nhập cái email, nhập hẳn email nhé. Email của các bạn vào đây. Đấy, các bạn của các bạn thì chắc là chưa có cái này đâu. Thì ví dụ như này ạ, nhưng mà tôi nhập Tuấn Anh đi xử lý a@gmail.com của các bạn là cái gì đó thì các bạn nhập. Sau đó thì nhập mail của các bạn vào đây, xong nhập password của các bạn vào đây. Đấy. Sau đó thì nhập cái thông tin, thì ở đây có cái hướng dẫn thêm sự kiện và lịch của Google như sau. Cấu trúc là cái thứ nhất là trường, thứ nhất là thông tin cần thêm, trường thứ hai là giờ bắt đầu, trường thứ ba là giờ kết thúc. Nhớ là ở đây có một dấu trừ, ở đây có một dấu phẩy. Và trường thứ tư là ngày tháng kết thúc là date month year, và có dấu phẩy. Hoặc là thêm thời gian vào, thêm vào giờ hiện tại là chỉ cần thông tin, cái có mỗi một trường thông tin cần thêm thôi. Bỏ cái dấu phẩy này, giờ bắt đầu, dấu phẩy này, rồi ngày ngày kết thúc vân vân. Ví dụ như này, tôi nhập ở đây thông tin là tiết 3 đến tiết 5 lớp 45Z thảo luận nhóm 1 tại giảng đường A8102 môn học hệ thống nhúng. Giờ bắt đầu là 8 giờ 40 đến 11 giờ 30 là giờ kết thúc, và ngày là ngày 10 tháng 12 năm 2012, ngày tháng năm nó 10 tháng 12 năm 2012. Hoặc là các bạn có thể thêm vào thời điểm hiện tại để ghi nhận công việc. Ví dụ tôi vừa hoàn thành xong công việc đã giao. Ví dụ tôi, chúng ta có thể gõ như này, gõ như. Nhưng ở đây lưu ý là nếu nhiều sự kiện thì mỗi sự kiện là một dòng. Là có nhiều sự kiện chẳng hạn. Thì sự kiện thứ nhất, sự kiện thứ hai. Ví dụ thế chẳng hạn. Thì ở đây không chứa không 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 chứa thời gian và ngày tháng. Nhớ là thời gian ngày tháng muốn thêm phải thêm như thế này. Đấy. Thì sau sau như này thì tôi sẽ thêm hai sự kiện này vào cái ngay cái thời điểm hiện tại. Đấy, thời thời điểm hiện tại thì bấm thêm sự kiện vào Google Calendar. Thì hỏi có nhớ không các bạn này? Cứ nhớ đi. Đã thêm sự kiện vào Google Calendar, bạn có thể thêm nữa nếu muốn. Ok. Thì lúc này chúng ta quay lại cái ngày hôm nay chẳng hạn. Đấy. Nó chưa có cái gì đúng không ạ? Các bạn vào khác xong làm mới một cái. Đấy thì đấy, nó đã thêm hai sự kiện này, sự kiện thứ nhất này, sự kiện thứ hai này. Bạn có thể xem lịch biểu cho dễ. Đấy, sự kiện thứ tôi vừa hoàn thành xong công việc được giao là sự kiện thứ nhất, sự kiện thứ hai đây, ví dụ thế. Tôi có thể xóa cái này đi. Đấy. Tôi xóa hết sự kiện đi. Đấy. Để quay về cho nó dễ. Đấy, lại thử lại một lần nữa nhé. Là thử lại này một lần nữa như thế. Lưu ý ở đây là không gõ tiếng Việt có dấu ở chỗ này. Thêm sự kiện vào calendar. Đấy, xong. Ok. Thì sang đây này. Đấy, chưa có gì đúng không ạ? Làm mới một cái. Thì chúng ta kéo xuống đây, thử lại một lần nữa. Đấy. Và cái này hay là tôi đã lập trình cho là có tiêu đề này, xong có SMS nhắn như thế này rồi. Đấy, mặc định đã có thêm SMS rồi, các bạn chỉ việc cấu hình SMS xong là tự động nó sẽ tạo ra một cái lời nhắn như vậy. Thế còn muốn mà thêm sự kiện vào đây, ví dụ như này chẳng hạn, thử thử một cái nhé. Đấy, thử như này.
Hôm nay là ngày 30 tháng 9 đúng không ạ? Đã thêm vào ngày tháng 9 này có 31 không nhỉ? À không có, vậy thì chúng ta thêm ngày mùng 1 tháng 10. Ví dụ thế. Ngày mùng 1 tháng 10 năm 2012. Chỉ cần cách nhau, cái này chỉ cần cách nhau có dấu chéo này là được. Đấy, giờ kết thúc, giờ bắt đầu, giờ kết thúc đây, và sự kiện cần thêm là cái đoạn này trở lại. Đây, tính từ từ đây. Đấy, thêm sự kiện của Google. Xong. Thì sang lịch đây ạ. Giả sử chúng ta sang ngày mùng 1 tháng 10 đây, đây 30 mùng 1 tháng 10 đây. Đấy, chưa thấy cái gì đúng không ạ? Làm mới mà cả. Đấy, thì đây. Nó thêm đây. Thì nó sẽ nhắn tin cho mình, nhắn tin về máy của mình cái chuỗi này. Đấy, tất cả cái thông tin này nó sẽ nhắn tin về về di động cho mình. Đấy. Thì làm như này thì nó sẽ rất là nhanh. Đấy. Làm này thì nó sẽ rất là nhanh, đấy là thêm trực tiếp. Còn nếu mà chúng ta cần Excel hỗ trợ chẳng hạn thì để giờ giấc thời gian nó nhanh thì chúng ta phải thêm Excel hỗ trợ. Thì cái Excel hỗ trợ này tôi đã có một cái sẵn rồi. Đấy. Các bạn vào đây, vào cái download dữ liệu mẫu này, bấm vào download đi, cứ bấm download bình thường, không vấn đề gì. Nó sẽ ra một cái ví dụ tôi để desktop chẳng hạn nhé. Đấy, save vào, start download. Đó, tôi open Canada. Đấy, thì nó sẽ ra eCanada như này. Thì ở đây nó có là cái thứ nhất là hỗ trợ như này. Ví dụ file thứ nhất là file 1.txt như này. Đấy, thì đây là cái sự kiện, ví dụ sự kiện mẫu thôi. Thêm đây số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở trong này là thứ tự các sự kiện để cho chúng ta đỡ bị nhầm lẫn. Sau đó thì ở đây là các cái thông tin nội dung về cần thông báo cho mình về cái vị trí và tiết và môn giảng dạy. Còn đây là giờ, cái dấu dấu phẩy này phải có, cái dấu trừ này phải có, dấu chéo này phải có, dấu hai chấm x phải có, nói tóm lại là nó phải giống như này. Đấy, thì dạng như này thì chúng ta có thể copy cái này, Ctrl C nhé, copy nhé. Đấy, xong chúng ta vào trong này, chúng ta paste vào trong này. Đấy, paste vào trong này nhé, xong rồi thêm sự kiện vào Google. Đấy. Rồi, xong, ok. Đấy, thì chúng ta sang bên cái Google này, chúng ta xem làm mới đã. Thì sự kiện, vì xem ở đây là cái sự kiện của chúng ta nó là ngày mùng 10 tháng 12, ngày mùng 8 tháng 10, ngày 9 tháng 10. Vậy tháng 10 có hai sự kiện. Nó xem ở đây. Tháng 10 có, xem tháng đi. Đây, tháng 10 là cái này chúng ta vừa thêm đây, có hai sự kiện này. Đấy, tháng 12, đây tháng 11 có hai sự kiện. Đây, tháng 11 đây, à sáng tháng 11 có một sự kiện. Một sự kiện. Và tháng 12 là có hai sự kiện. Đấy. À, đây là tháng 11. Đấy. Sang tháng 12 thì có hai sự kiện đây. Thì cái sự kiện này thêm, nó thêm là sẽ đúng như hướng dẫn của chúng ta. Đấy. Đấy. 29 tháng 10. Đấy, ngày 29 tháng 10 đây. Đấy, nhảy ra đây là ngày 29 tháng 10, 30 tháng 10, 31 tháng 10, đây mới tháng 11. Đấy, sự kiện đúng không? Vân vân, đấy, cứ như vậy. Thì chúng ta có thể xem lịch biểu ở đây, ví dụ thế chẳng hạn. Đấy, lịch biểu ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, ví dụ thế này. Đấy. Các bạn có thể xóa đi, như này. Vì chúng ta đang thử mà, cho nên chúng ta phải xóa hết nó đi. Đấy, làm mới là không có cái gì nữa. Chúng ta thêm lại một lần nữa. Thêm lại một lần nữa nhé. Copy cái này. Đấy. Vào đây. Paste. 1, 2, 4, 5 sự kiện tất cả. Thêm là. Rồi. Xong sang đây. Làm mới một cái. Chúng ta sẽ thấy 5 sự kiện. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Rất là chuẩn. Kể cả thời gian, ngày tháng, mọi thứ luôn. Đấy, ngày 2 tháng 10, ví dụ đây chẳng hạn. Đấy, ngày 2 tháng 10, từ bao giờ đến bao giờ nó phải căn chính xác và nó sẽ báo cho chúng ta. Trước 5 phút và trước 15 phút, đây, ví dụ đây. Kích thu vào, đây. Xong. Như vậy là cái cấu hình cho cái này bằng Excel hoặc là bằng text. Thì với Excel chẳng hạn,
thì các bạn xem cái file thứ hai đây, từ cái chỗ chúng ta download về cái file thứ hai đây. Ví dụ đây là cái link của tôi này, đây cái file thứ hai đây, thì ở đây tôi có sẵn mấy cái này rồi. Thực ra ở đây là còn nhiều thứ bên trên này lắm, ví dụ như đây đấy, ví dụ cái này này, giờ bắt đầu giờ kết thúc là tôi cho hết rồi. Thế nhưng mà vì là để dễ nhìn thì cái đấy không cần thiết lắm đâu, thì tôi đã làm chuẩn rồi đấy. Thì chúng ta sẽ là toàn một, chúng ta cứ copy như này thôi, chúng ta chỉ thay đổi cái thứ là một này, ngày đầu tuần là một này đấy, chúng ta thay đổi những cái này. À, ví dụ thế, chúng ta thay đổi ngày đầu tuần này, thay đổi thứ này, thay đổi tiết bắt đầu và tiết kết thúc xong đấy, nội dung thông tin. Thì cái ngày đầu tuần, ví dụ tuần 2 là ngày đầu tuần là ngày này, tất cả giống nhau. Tuần 3 ngày đầu tuần này tất cả giống nhau. Thứ mấy có tiết nào đây, thì cái T đây để nguyên để cho nó, cho về sau nó sẽ in ra cái chữ T này, T45. Thế xong ví dụ tuần 1 chúng ta có hai này, chúng ta copy như này nhỉ? Copy từ chữ T này, các bạn sẽ thấy này. Đây, tuần ví dụ tuần 1 tôi có 2 tiết, tôi copy này. Đấy. Copy bình thường. Sau đó tôi vào một cái này, ví dụ tôi vào text này, tôi Ctrl V như này. Đấy. Nó sẽ có cái dạng như này. Có dạng như này không sao. Đấy. Thì coi như để đây chúng ta nhìn thôi mà. Đấy, thì bây giờ ví dụ này tôi copy này. Xong rồi tôi sang bên bên cái này, chuột phải nên chọn paste vào. Nó dài dài này cũng được, không sao cả. Đấy, chúng ta nhớ là ngày 12 tháng 9 năm 2012 nhé, và ngày 13 tháng 9 nữa, thêm sự kiện vào Google. Đấy, thì chúng ta quay ở đây và ngày 10, nhảy đến ngày 12 tháng 9, đây tháng 10 tháng 9, ngày 12 tháng 9 đây là mới cả, vì chúng ta đang mở mà. Đấy, nó thêm hai cái sự kiện này. Đấy, vì là nó qua rồi, so với ngày hôm nay 30 tháng 9 thì nó qua rồi, cho nên là nó mờ mờ như này. Đấy, thì nó sẽ thêm sự kiện rất là đẹp như này, mặc dù là ở phía bên dữ liệu này nó khá dài. Thì ở đây thì tôi có cho công thức này rồi, thì các bạn có thể là không cần phải quan tâm mấy cái này nhập cái nội dung thông tin. Ở đây thì các bạn thích thông báo cái gì thì thông báo. Đấy, thì ở đây tôi cho mấy tiết 4, tiết 5, nhưng cái này phải có, vì cái tiết mấy nó liên quan đến mấy giờ. Đấy, tiết 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 bắt đầu này thì sẽ sinh ra giờ bắt đầu, tiết kết thúc sinh ra giờ kết thúc. Đấy, thì đấy là xong cái phần hỗ trợ bằng Excel. Đấy. Thì đây là hết video 1, thì video 2 tôi sẽ hướng dẫn là dành riêng cho dân tờ nút là download thời khóa biểu với Excel, là sử dụng chỉnh sửa Excel để đưa vào, mà nó còn nhanh hơn cả ngày hôm nay nữa cơ. Xin cảm ơn các bạn.